Mời các bạn đến với chương trình Tri Thức Streamer. Đây là ấn bản dành riêng cho các bạn đã đến với stream bằng tình yêu và khối óc, với phương châm không ngừng học hỏi, liên tục sẻ chia, được thực hiện bởi đội ngũ phát thanh và biên tập của Thành Online cùng với sự đóng góp của các bạn cộng tác viên đến từ mọi miền tổ quốc. Nếu không có sự trợ giúp của insulin, tất cả chất đạm có trong các loại protein thực phẩm bổ sung bạn dùng sau khi tập luyện sẽ không bao giờ được hấp thu. Hãy tìm hiểu cách kiểm soát và điều khiển hormone quan trọng này nhé. Nhiều năm trước, insulin chỉ được biết là có liên quan đến bệnh tiểu đường. Insulin là loại hormone đẩy glucose ra khỏi máu và vào trong tế bào. Và bệnh tiểu đường là sự mất khả năng kiểm soát lượng đường trong máu. Tuy nhiên, insulin không chỉ là một hormone kiểm soát glucose. Đối với con người, nó góp phần quan trọng trong việc xây dựng cơ bắp. Insulin cũng có một mặt tối bởi vì nó có thể làm tăng tích trữ chất béo. Khó khăn là tìm cách làm thế nào để tăng insulin để tối ưu phục hồi từ tập luyện và phát triển cơ bắp, đồng thời cũng hạn chế nó để không tăng mỡ. Một, insulin và cơ bắp. Insulin thực ra là một loại protein và nó được sản xuất cung cấp cho cơ thể bởi tuyến tụy bất cứ khi nào bạn ăn tinh bột, protein hoặc cả hai, nếu tuyến tụy của bạn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, không giống như các protein xây dựng cơ bắp, đây là một protein chức năng giống như hormone tăng trưởng. Giống như tất cả các loại protein khác, insulin là một chuỗi các axit amin kết hợp với nhau. Nhưng cách sắp xếp của chuỗi protein này làm cho nó hoạt động giống như một cơ chế báo hiệu hơn là xây dựng. Từ tuyến tụy, insulin đi vào máu và di chuyển đến các mô khác nhau, bao gồm mô cơ. Các sợi cơ hoặc tế bào được kết nối bằng các thụ thể insulin. Một khi phân tử insulin đi vào thụ thể, nó báo hiệu cho tế bào cơ mở cửa. Điều này cho phép glucose, axit amin và creatine đi vào cơ bắp. Quá trình này là lý do chính tại sao insulin rất quan trọng với việc xây dựng cơ bắp. Một lý do khác là khi insulin vào các tế bào cơ bắp, nó kích hoạt phản ứng sinh hóa trong cơ, làm tổng hợp protein xây dựng cơ bắp từ các axit amin đang được đưa vào cơ bắp. Vì thế mà làm tăng thêm sự phát triển cơ bắp. Ngoài ra, insulin cũng làm giảm dị hóa cơ. Insulin cũng gián tiếp hỗ trợ phát triển cơ bắp bằng cách làm cho các mạch máu giãn nở, cho phép lưu lượng máu lớn hơn đến các cơ. Bằng cách tăng lưu lượng máu, insulin giúp đưa nhiều chất dinh dưỡng hơn như glucose và amino acid vào cơ bắp. Đây là lý do tại sao bạn thấy các vận động viên thể hình ăn nhiều tinh bột đơn giản vào ngày thi. Tăng lượng insulin giúp đẩy tinh bột vào cơ bắp để xây dựng cơ, nó cũng làm tăng lưu thông máu. Tinh bột đơn giản còn gọi là đường đơn, bao gồm fructose, đường trái cây, sucrose, đường ăn và lactose, đường sữa. Insulin và chất béo. Insulin cũng hoạt động trên các tế bào mỡ tương tự như cách nó hoạt động trên các tế bào cơ, báo hiệu mở cửa và bắt đầu lưu trữ các chất dinh dưỡng. Sự gia tăng sự hấp thụ glucose và chất béo làm cho cơ thể lưu trữ nhiều chất béo hơn. Nhiều chất béo được lưu trữ nhưng lại ít bị đốt cháy. Bạn có thể thấy mức độ tăng insulin trong suốt cả ngày sẽ ảnh hưởng đến việc tăng lượng mỡ. Miễn là các thụ thể insulin hoạt động đúng với chức năng tự nhiên của nó, tăng insulin sẽ loại bỏ phần lớn glucose trong máu, đẩy nó vào các tế bào cơ và mỡ. Điều này làm giảm lượng đường trong máu một cách khoa học nếu bạn có cơ chế chuyển hóa glucose hoạt động bình thường. Nhưng nó cũng có mặt hại hoặc vì cơ chế dung nạp glucose của bạn bị suy yếu hoặc quá nhiều tinh bột đơn giản được tiêu thụ trong ngày cùng một lúc, gây ra hiện tượng hạ đường huyết sau đó. Thank you.
Buổi phát thanh hôm nay xin được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi phát thanh tiếp theo.